Chó quá, chạy mất rồi. Wow, trời, ôi trời ơi. Chả vá. Các bạn ơi. Đây rồi. Các bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ôi, mất rồi. Ôi, đây, chúng ta. Đây các bạn ơi. Mình chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục review chỗ cái đồng lúa này cho các bạn xem này. Đây. Đây quay trước hoàng hôn này nó hơi tối các bạn. Đây nhá, cái chỗ cửa cống kia, mới đi thẳng cái cống này. Ok nhá. Đấy còn gì thử tầm các bạn. Phi nó chạy hết rồi. Thấy sao bên này? Bên này vừa thấy vừa nó chạy cho ra ra. Ui. Ui xùi, ui, đàn cà chuối các bạn. Đấy, đàn cà chuối. Ui xùi, bốc phát lên. Đây các bạn nè, còn cái chuối con này. Đây, mình chạy ra đằng đầu được kia, mình cua nó lại. Chỉ 3-4 cái cửa cống này thôi. Ui trời, cứ tưởng có gì cái kêu. Ui, nó chạy hết. Ui. Nó la ra ngoài này này. Ui. Ui. Mất rồi. Ui. 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 Phi sao các bạn. Mất rồi. Phi các bạn. Mấy ông phi. Mà nào gỡn sóng này. Nắm chuối còn lắm các bạn. Còn nó phi thôi. Ui, ui. Mình phải bắt hay nói các bạn. Còn kia thế vẫn để nó chạy mất. Đây các bạn này. Không phải cá to các bạn.
Ui trời ơi. Thì to quá chạy mất rồi. Ôi trời, ôi trời ơi. Chả má. Các bạn ơi. Đây rồi. Các bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ôi, mất rồi. Ôi, đây, chúng ta. Đây các bạn ơi, chúng ta. Đây cái vịt. Chị. Ngồi đây không? Bạn ơi, bạn ơi. Chúng ta được con em. Nó lắm mới được em chú ta. Nói chú con này nhiều lắm. Đây các bạn, cái đoạn đàn chú con này quá nhiều. Nó đã đời. Đây các bạn ơi. Nhặt nó đã đời làm sao? Ui. Rất là mất. Mình không cho lớp mạnh nha các bạn nhé. Cho lúc mạnh cá to nó chìm mất. Nên cái cá rô phi này mình bắt nó hơi khó. Đấy. Đây các bạn này. Úi xời. Nhặt nó đã cái tay. Thế là mất. Mình chỉ tranh thủ mình đi buổi sáng thôi các bạn. Ok đây này. Rất là mất. À không. Rất là toát. Ui giời con phi. Ok. Này, ăn nữa này. Ai da. Các bạn nhá. Trong vòng có 9 phút này. Sản phẩm này ok nhá. Tiếp tục mình ra cái cửa cống này, cái cửa chỗ này nhá. Ok. Săn cho bằng hết. Ui giời ơi các bạn ơi. Tép này. Ui. Ui giời ơi tép. Tép nó lên trắng xóa luôn. Nhưng mà tép này mình không lấy. Không vớt được vậy. Ngay bên trong này.
Úi giời ơi. Một. Nó chảy vào quá, không thấy tiếp đâu. Đầu vừa con cá được cũng đúng con chảy. Con chảy to là trào vào cho bá các bạn. Đây ok nhá. Ra đồng cái chỗ kia kìa, không làm phút. Bãi đường. Này nó dồn bèo vào rồi. Chỉ hướng bên trong này thôi. Úi trời ơi. Chuối. Một em. Thứ nhỏ các bạn. Đúng em. Điển thế. Đấy, lại em nữa. Rồi. Đây. Hai em này các bạn ơi. Thôi ok, mình xin phép nhá. Buổi sáng mình thế này không? Đây, mình xem mình vào nhá. Ok các bạn nhá. Đấy, tự em nhìn chú tàu. Còn này chú hoa đấy các bạn, chú đồng chú hiến đấy. Ok các bạn nhá. Đây, hàng yếm hàng độc này. Ê. Cổ tay.